Tiết mục xúc động của đội ST Sơn Thạch Bang tổ chức trong tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nhà Xuân Hạ Thu Đông gồm Bằng Kiều, Hồng Sơn, Bin, ST Sơn Thạch thể hiện ca khúc Tỉnh Thức Sau Giấc Ngủ Đông. Tiết mục được đầu tư chỉnh chu, kể câu chuyện về tình phụ tử khiến người xem xúc động. Hóa thân thành cậu con trai hát về ba, ST Sơn Thạch nhiều lần rơi nước mắt khi trình diễn. Sau khi hoàn thành tiết mục, ST Sơn Thạch gửi lời xin lỗi đến khán giả vì để cảm xúc chi phối khi trình diễn trên sân khấu. Giọng ca Phiếu Bé ngoan tâm sự với đêm công diễn này, anh muốn dành món quà gửi đến người cha đã khuất của mình nên không kiềm chế được sự xúc động. ST Sơn Thạch nghẹn ngào khi nhắc về đấng sinh thành ban tổ chức. ST Sơn Thạch bộc bạch, ba rất mong tôi sẽ tham gia một chương trình nào đó. Cũng đã lâu rồi tôi mới có cơ hội đứng trên sân khấu đầy chuyên môn thế này, nhưng ba không còn nữa. Tôi hy vọng tiết mục này sẽ mang đến điều gì đó ý nghĩa dành cho người thân của các bạn, đã mất hay còn đang hiện hữu. Cũng mong rằng các bạn hãy trân quý, yêu thương khi còn có những người thân đang hiện hữu cùng mình. Chia sẻ thêm về tiết mục, ST Sơn Thạch cho biết anh đã mang những mong ước của ba lên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nam ca sĩ bộc bạch thêm: trong suốt sự nghiệp của mình, đây sẽ là sân khấu hạnh phúc nhất của tôi, và quãng thời gian đi quay hình cùng tất cả các anh em là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Điều tôi mong mỏi ngày bé đã được các anh, các chú trong chương trình bù đắp lại rất nhiều. Với ST Sơn Thạch, điểm số không quan trọng bằng việc cùng mang lại tiết mục ấn tượng dành tặng khán giả. Ban tổ chức ST Sơn Thạch cho biết khi xem lại phần trình diễn, anh hạnh phúc xen lẫn ngại ngùng vì đã khóc nhiều trên sân khấu. Sau khi vòng công diễn lên sóng, nam ca sĩ đọc hết bình luận của mọi người và vỡ òa khi nhận được sự chia sẻ, động viên. Quan điểm của tôi là một người nghệ sĩ khi trình diễn phải mang đến sự chuyên nghiệp, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân. Nhưng với phần diễn của công một, tôi khó kiềm chế được phần cảm xúc và để nó bộc lộ trên sân khấu, ảnh hưởng đến khán giả nên muốn xin lỗi khán giả, anh tâm sự. Cựu thành viên nhóm 365 tâm sự trong quá trình làm việc chung, Bin từng khuyên anh, đôi khi phải bộc lộ, phải nói ra, có chút thực tế thì khán giả họ sẽ hiểu. Đây là lần đầu ST Sơn Thạch thể hiện những điều cá nhân trên sân khấu. Anh thấy tiết mục đã trọn vẹn về mặt cảm xúc, câu chuyện, âm nhạc nên không còn điều gì hối tiếc. Tôi cảm thấy Duy Khánh và đồng đội xứng đáng với số điểm cao nhất. Riêng tôi, được làm việc và ở chung nhóm với anh Bằng Kiều, anh Hồng Sơn, anh Bình đã hạnh phúc rồi. Điểm số không phải điều quan trọng nhất khi tôi đến với chương trình này, nam ca sĩ khẳng định.